Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là The Tiger Online Simulator anh em ơi. Chúng ta sẽ đóng vai làm con hổ và sinh tồn trong khu rừng này. Thì anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, comment ý kiến xuống phía dưới video và hãy click vào quảng cáo hiện ra bên này để ủng hộ thêm cho mình nhé. Đây, click vào quảng cáo và xem hết video để ủng hộ thêm cho mình nha. Rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Thì mình đã có hổ trắng anh em ạ. Mình đã có cầy lên một cầy lên và hiện tại mình đang ở cấp 10, level 10 đây. Và tôi có hổ trắng rồi. Thì hiện tại thì mình muốn thêm một cái sang một cái khu vực mới thì đây. Hiện tại là mình sẽ có thể sang khu vực mới được, nhưng mà đây là chế độ đây là chế độ không đánh nhau, chỉ là chế độ gọi là đi farm thôi. Tôi đi kiếm những con nào khỏe khỏe mình đánh nhau anh em. Giant Salamander. Có một con rồng Salamander là con thằn lằn hay con gì đó ở đây. Đây, bạch hổ đây anh em, level 10. Hiện tại mình đang gần 900 máu. Ui, sao thú đâu hết nhỉ? Nó lấy hết thú rồi. Đông thế nhỉ? Game này từ lúc mình chơi đến giờ đông người chơi lắm, thấy chưa? Có tầm khoảng gần chục người ở đây luôn. Từ lúc mình chơi cái là có rất nhiều người chơi theo tựa game này, nhưng mà game này hay. Và đồ họa của nó thì cũng khá đẹp. Đấy, khá đẹp đấy. Rồi chúng ta đang đi đâu đây? Con ăn hết thú rồi. Ở đây có một con này. Tít phía xa có một con. Không biết là con gì. Đây là khu vực mới. À đây. Đây là một con thằn lằn à hay con gì đây? Ui. Một phát tạo trên luôn có 24 máu. Ui, chỗ kia đông quá kìa. Giant có nghĩa là khổng lồ đúng không? Con Salamander khổng lồ nó kin bọn gì đó, cũng cả gấu à. Vậy liều. Đấy có gấu này anh em ơi. Đánh nhau với gấu à? Oh my god. Sun Bear anh em ơi. Choáng. Gấu anh em ạ. Con chạy đi, khả năng gây choáng. Ui, my god. Trời, tí mình đài. Ui, Komodo, rồng Salamander, loại khổng lồ. Ui, khỏe là kinh, toàn bọn khỏe hay sao. Ô, sắp chết đấy, con Gibbon này. Gibbon này được thêm một ca kinh nghiệm luôn anh em ạ. Khỏe vãi, tự nhiên là mèo mù với cá rán vãi, tự nhiên được thêm một ca kinh nghiệm nữa. Hay nhờ. Rồi, ok. Đi săn anh em. Ui, lên 15, toàn bọn khỏe đấy anh em ạ. Gấu, ra săn lại con gấu anh em ơi. Ui, nó vả từ xa này kia thì chạy rồi. Ok, đánh đi. Ui, my god. Khỏe đấy, nhưng mà làm gì. Rồi, chúng ta. Rồi, level up luôn anh em ạ. Rồi, ok, hơn 4k kinh nghiệm, tức là chia đều ra cho cả hai con luôn. Chúng ta có thêm một cái skill mới. Đây, skill đây. Unlock bằng 30 game. Chết rồi. Skill này basic. Rồi, tạm thời thế đã. Nó mạnh hơn một xíu đấy. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp lên thêm cho con này. Hồi đầy máu đấy anh em ơi. Khi mình lên cấp, mình lên khoảng 900 máu. Chúng cũng khá là ổn, mình đi kiếm một số loài khác. Mới khỉ đầu chó hay con gì ở đây này. Đánh nhau với gấu anh em ạ. Komodo Dragon. Ui, có cả rồng Komodo này. Nó ở đâu vậy? Komodo Dragon lại còn cả thêm từ Champion và nữa thì đúng là thật sự là bá. Có thật sự bá quá. Đây xem nào. Ui, mấy con này. Đây, có lẽ cái khu tàn tích này sẽ có Komodo Dragon Champion, nhà vô địch luôn ạ. Thật là đáng sợ luôn. Đi đâu đây? Thằng gay nó vừa chết đây đúng không? My god. Đánh nhau rồi. Đây này, rồng Komodo này anh em ơi. Có gì kiểu thằn lằn này hay con gì vậy? Đây cho anh em xem kỹ không. Đó, thấy không? Mình đang có đấu. Ui, nó tạp cho hai phát chết. Komodo Dragon sợ thật sự, nhưng mà khi mà giết được con đấy thì chắc cũng ngon đấy. Có gấu này, gấu là một cái loài bình thường ở đây anh em. Iguana bây giờ level nó cao rồi.
nó sẽ dựa vào level của tất cả những con những người chơi ở trong cái này quẩy level 12 ạ. Quẩy đấy, khả năng đánh băng, khả năng đánh băng khá tốt. Gắn nó, đúng rồi, lên đường, mày chết, một đấy, school, con kia bị đuổi bởi con gấu, con gấu cũng là quá sức của chúng ta đấy, chúng ta vẫn chưa khỏe lắm đâu. Để luyện thêm anh em ạ, cho lên level 15 thì sẽ unlock được thêm nhiều thứ hơn. Chúng ta vẫn sẽ chơi nâng theo kiểu là tất cả các hiệu hướng nó đều nhau, hơn 1k kinh nghiệm. Được trên chia đều cho hai con luôn mà. Có cả voi mammut kìa. Không biết bao giờ tôi lấy voi mammut tấn công à. Vào đi, có 630 à. Sao lại yếu ấy. Chạy rồi. Mình là bạch hổ ấy, nhưng mà thôi. Đây cũng toàn bạch hổ đây. Bạch hổ nó mới sang được chỗ này. Hầu hết đây là bạch hổ anh em. Em được cái này trước, cái này mỗi con là tầm khoảng 400 kinh nghiệm. Ui, con gì đây? Gì đây? Chết rồi. Đây là công. Cố lên nào. Chết trước. Oh my god, tí thì mình chết. Tí thì chết anh em ạ. À, mình muốn chết để mình hồi đầy máu cái. Cứ đánh đi thôi. Bây giờ chết thì về. Đâu nhỉ? Con gấu kia đâu ta? Mày bị đóng băng được hơn 100 máu thôi mình không chết được đâu. Con này nó khá yếu thôi, được cái là máu bị yếu thấp quá rồi. Ok, chấp nhận hy sinh rồi. Đâu nhỉ, con gấu đâu nhỉ, con gấu bị ăn rồi. Iguna, oh my god, mình bị cái gì ấy? Bị con báo à? Không phải. Báo của ông ta, bọn nó máu hơi yếu, chắc bọn nó sẽ dồn vào công anh em ạ. Theo như mình đoán nó sẽ dồn vào công. Zanguna, ui ôi, 200 máu, ui Zanguna, ui. Báo, hổ báo các kiểu. Này anh em ơi, xung phong. Ui ôi, chết rồi. Trong kinh nghiệm mình giết ít ra thì mình cuối cùng là được ít điểm quá. Mình vào hơi sớm anh em, có lẽ tôi vào hơi sớm quá thì phải. Máu đang khá là thấp. Có cái hang động ở kia và mình phải xem khám phá trong đây có cái gì nhá. Không biết trong đây nó có gì luôn. Đi xem nào. Komodo Champion này. Đấy, Komodo Champion gần như không hạ được luôn. Trong này có mấy con Iguana loại bé. Oh my god, từ. Không kịp làm gì cả. Cái này cho anh em ơi. Hit bon này. Con khỉ vượn. Nhìn trông vẻ là khá là to, khá là đẹp. Không biết là liệu là đẹp như thế nào. Đây nhau với kinh nghiệm chứ. Cái hang này là hang khỉ à? Trong này là hang khỉ anh em. Nó khá là rộng nhưng mà trong này không có gì cả. Hết rồi. Chúng ta lấy cái này làm địa bàn luôn, làm căn cứ luôn được. Nhìn đẹp phết nhỉ. Charanteza. Hiện tại mình đang là gần lên level 12. Tầm đấy. Komodo, không ai giết được Komodo Champion luôn. Nó rất là khỏe. Cappuccino Maski. Cappuccino Maski con này thì chúng ta vẫn thấy bình thường, vẫn có rất là nhiều, chỉ có một số loại mới ở đây. Nào, đang đánh rất là nhanh, chạy rất là nhanh, chúng ta sắp lên cấp hay sao nhỉ? Cái con này thì rất ít kinh nghiệm mà, đánh nó không bõ lắm, nhưng mà được cái là ta sẽ không chết, sẽ nâng cấp được thêm điểm ở đây. Đấy, mình nâng gọi là nâng đều. Tất cả đều mình nâng hết, đều nâng hết nhá. Không bỏ qua bất kỳ một chỉ số nào cả. Tại vì cái gì nó cũng rất là quan trọng của chúng ta.
Chết đi. Chúng ta có tầm khoảng 86 game. Đến cấp 15 thì ta sẽ tính toán sau nha. Ok, hổ đang tới được cái trước cửa hang động rồi. Và toàn Komodo. Đây không phải hang động, đây là một cái đường đi thôi. Nó giả là hang động nhưng không phải, nó là cái đường. Ok, đang 11 đúng không? Đi kiếm một con nào nó to to thì ăn cho đã nhỉ. Đây bản đồ đây anh em có thể xem luôn trong này. Đây là có cái hang gì đó đây này. Ở đây có cái tàn tích này, không biết trong này nó có gì. Con Escon này, chú trâu này, nó rất là trâu nhá. Tầm khoảng hơn 400 máu, nó bằng một nửa thôi mình, nhưng mà đam nó rất là bé. Mình là tầm khoảng 30 mấy đam cho một phát đánh. Máu ngược lại máu mình rất là yếu. À máu mình khá trâu. Thôi, tha nó đi. Chúng ta lao vào đây để nhau mấy con to hơn không? Kiếm nhiều điểm hơn. Tội gì đánh vào này. Ê, đây này có một loại khỉ đầu chó to đang trắng trắng này. Đây là khỉ đầu chó, trong kia là một con loài khác. Con này khá trâu, có 3 con luôn, cả đàn nó luôn, đánh chỉ đấm cho. Con này cũng chưa biết sẽ ăn được không đây. Không cần được. Thắng này chúng ta sẽ mất khá nhiều máu. Để bù lại kinh nghiệm sẽ rất là nhiều. Mình sẽ có thể lên cấp và hồi máu. Được. Hơn khoảng hơn 3.000 kinh nghiệm. Hơn 3.000 kinh nghiệm luôn. Chúng ta tăng cả speed luôn ạ. Ngon. Thế này thì mình sợ mình chết mất trong này. Dòng Komodo. Komodo cỡ nhỏ, chết mình đi. Cappuccino không cần phải dùng skill anh em ạ. Quạt 2-3 phát là chết rồi. Và sắp lên cấp rồi anh em. Mình thiếu khoảng vài trăm kinh nghiệm thôi. Pha lên khá tốt và mình sẽ pha lên cấp luôn nha. Chạy đâu. Đấy, lên cấp ngay mà. Đấy, đầy máu luôn kìa. Quay lại chiếu một chân không ta. Cả một đàn của nó đấy. Cả một đàn thôi. Cả một đàn gì nên chạy. Cho để cái này ra là có thể chat được. Gian War báo gấm à. Hổ mà sợ báo thì nó hơi điêu. Hổ trắng sợ báo gấm. Một số con rất là mạnh mình không thể đánh được với con này. Hổ thường ấy nhá. À báo gấm. Nó khoảng 1000. Chơi yếu pin này. Mày lều. Yếu pin cái nó đi nó kích mình ra luôn ạ. Bó tay.com luôn. Choose map đây, nó có 20 30. Nó sẽ gồm khoảng 4 khu vực. Tất cả là sẽ gồm 4 khu vực. Trở lại từ đầu à? Mất công đi quá, tự nhiên nó báo pin yếu cái là lại thoát ra vào lại. Ok. Hổ người này khả năng thì cũng đánh cây cấp 15. Chắc tầm 2-3 ngày đã cấp 15. Để mình xem mình cây đây là cấp 30 hay không. Hơi lâu đấy. Chơi với nhau nhiều, chơi nhiều sẽ cây lên thôi. Ok, thì có lẽ là chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em, hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.